Chiều ngày 15 tháng 4, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát công trình nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức và tham dự buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu Metro từ ga Rạch Chiếc đến ga bến xe Suối Tiên thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Metro Bến Thành – Suối Tiên. Cùng tham gia với đoàn có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ ngành và Thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình chạy thử nghiệm dài khoảng 11 km, bắt đầu từ ga Rạch Chiếc đi qua ga Phước Long, ga Bình Thái, ga Thủ Đức, ga khu công nghệ cao. Sau đó đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Đại học Quốc gia đến ga bến xe Suối Tiên là ga cuối cùng của tuyến. Buổi chạy thử nghiệm tàu đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm số 5, tích hợp tỉnh và giai đoạn thử nghiệm số 6, tích hợp động. Trong quá trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn được triển khai từ nhiều tháng nay. Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km một giờ, nhưng quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 50 km một giờ. Đến nay, tiến độ thi công toàn dự án Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đã đạt khoảng 95%. Trong năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đang cùng tư vấn NGBT và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành 100% công tác thi công, bao gồm lắp đặt các thiết bị còn lại, hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành của trên toàn tuyến. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm dự án tuyến đường sắt đô thị số 1. Trước đó, tháng 7 năm 2022, Thủ tướng đã có chuyến thị sát nhà ga trung tâm Bến Thành và ga Ba Son. Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Do đó, việc phấn đấu hoàn thành công tác thi công của dự án trong năm nay là một điểm nhấn quan trọng và có ý nghĩa trong quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai quốc gia.